đúng rồi. Công nhận cái này không gì mà được, chỉ có một cái là không cùng cái tầng đầu thôi chứ à. Không có gì mà chơi được. À đúng rồi, đẹp. Đi qua vô thấy sao? Qua thấy sao? Em chấm được. Ngồi thì cái là à. Xịn quá này, xịn ra. Má với lại cái hồ bơi á. Hồ bơi mà nó bốn cái ba đó, cái ba rượu á. Này là chạy tập con còn chơi được. Bây 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 giờ mình đi chợ đêm. Chợ đêm Phú Quốc. Giờ vô chợ đêm Phú Quốc nha. Này là quán bar. Chị Kiều mang đôi giày một tấc cho chồng của Việt Kiều. Việt Kiều chồng thì cầm đôi dép theo để sư cua khi mà Việt Kiều nữ, Việt Kiều vợ, Việt Kiều vợ mỏi chân quá thì lấy cái đôi dép đó mang, còn cất cái đôi giày này vô, đúng không? Cái vợ chồng lý tưởng ở đây rồi. Vậy à, đó thì đó là đặc biệt ta đang thuyết minh cho mà cho mọi người nghe là Việt Kiều chồng á cầm dép như Việt Kiều vợ. Chợ đêm Phú Quốc. Ôi, ôi. Lấp lánh chợ đêm. Chợ đêm Phú Quốc nha, anh vừa vũ đứng tí xíu. Đây, chợ đêm Phú Quốc. Hai chồng em một phút ở chợ đêm Phú Quốc đây. Rồi vô đi. Đó. Lúc mà quay rồi. Đến lúc này á, qua lại hả? Không, chị quay vừa vừa. Đó lúc này mình đi được mình đã ở Phú Quốc. Con Tịnh nó chen nó nhau, con mắt nó lại hơi bị nhỏ. Không chịu đeo mắt kính. Quá chừng là sáng sủa luôn, đúng là chỗ du lịch nha. Đúng rồi, đây là chợ đêm Phú Quốc nè. Trời ơi, rộn ràng như là chợ Sài Gòn. À, để cô đi xíu rồi cô quay lại. Ok, Quảng Lâm Anh này nha. Ok, ok. Nhớ nha. À, nhớ. Chợ này đẹp, con nói gì là gì nấu cái chịu bánh bò rất là ngon quá.
ôi bánh bò ngon quá. Để ăn thiếu mặn cái sau mà mấy em. Hôm nay đang có chi giảm giá đặc biệt ngay trên tất cả nhà mình. Nhà mình ngồi đó mới trên giá nên cô chú ơi chị ơi. Cái con này con nhờ con nhâm hay con con này là con ốc con này là con gì bự vậy con ốc tai tượng đó cô à đây đi vô cơm chiên mì xào đầy đủ luôn à có cơm nữa hả cách chích đồ đầy đủ cho cô ơi. Đi vòng đi thôi con ăn đi rồi đi khỏi đói bụng con này con này ăn biết không thì đàn ông Trời ơi, đứng đây nghe phẩm phức. Phẩm phức. Đúng điện thoại em đi đi chị á. Từ xa đến đây ăn cũng phải xả. Rồi. Yeah. Một lát nữa mình đi qua mình ăn bánh chuối nữa. Bánh chuối nha. Dạ, bánh bò bánh chuối nha. Đúng rồi, bánh bò bánh chuối quá ngon à. Một lát mình sẽ quay lại. Mình ăn hết cái chợ này luôn. Hôm nay là chợ đêm mà. Chắc chắn là ngon. Làm gì bụp bụp. À kem. Thử nha. Bạch tuộc này mã này là ngon lắm nè. Ăn đi. Thơm mùi nướng nha. Nướng thơm. Sực ngon ghê. Cái nước chấm này về chứ hả cay nha. Ít ớt mà cay nha. Cay. Nhìn thấy vậy mà cay hả? Cay cái gì quà? Cay chua chua. Nè.
nhìn vậy chút coi á. Ôi cá bơi lội tung tăng đi đúng rồi. Trời ơi, không giờ do ấy kìa. Rồi, con hẹn nó bự quá ha. Con bự quá. Trời ơi, cái con này to dữ. Rồi, con kẹ nè. Con mũi đi. Con mũi đi. Nó trứng hả? Con mũi đi á. Con này cũng bự khủng luôn. Con giờ dôi nè. Con này là quá khủng. Quá khủng thôi giờ dôi đi. Dạ. Cái con này cũng xuất hàng. Cá chị ơi em gửi tôi cái mua vốn để ngắm sao như vậy rồi em đi đặt tôi 500 ngàn. Mực nè, mực mực tươi nè. Dạ đây còn sống à? Mực sữa. À, không phải mực tươi à? Mực tươi sống tươi ghê ha. Con cái con tôm tích nó bự ghê ha. Chừng nào cái xíu. Con nó bự dữ vậy ta. Nhân vật này ăn hàng. Nói nhân vật ăn hàng. Không sao mà. Đây đây em có rồi, đây em có rồi. Cái này là muốn được, cái này muốn được là 8 được. Cái này là 19, cái này là đồng đồng đồng. Muốn xe điện đang đi vòng vòng chơi. Đúng rồi, muốn xe điện đi vòng chơi cho mát. Đi vòng vòng chơi. Ngồi ngay. Ngồi trước. Ngồi trước. Chở xe xem. Sắp đi lên qua tour gì đó. Grand World là Grand World. Đi vòng vòng thành phố nha. Grand World là nó nằm ở phía Bắc.
Ranh quơ là chủ yếu là dành chỉ đi buổi tối. Nên đó thì nó như nó đi vòng vòng thành phố. Đó là một cái chợ đêm thành phố kia á. Ê chị đi vòng ngoài đó luôn không? Đi mua không xe điện em không lên đó được chị à? Đi dọc thì nó lên đó được hả? Dạ tại vì lên đó bây giờ á, dạ. Giờ này mà lên đó cũng hết giờ đi xem nhà nước rồi chị. Ai ở mai đi sáng thì. Dạ đúng rồi. Từ đây qua bển là bao nhiêu cây? Đi về là khoảng 30 cây á chị. Đi 30 cây luôn hả? Dạ, đi á gần 30 cây, hai mấy cây á chị à. Để chị nhớ lại đây nữa. Từ khách sạn chị lên đó là 23 cây. Đúng rồi. Dạ đúng. Mày cái hồi nãy đó, hồi sáng đi bộ đó. Vinh cô. Đó, con có gì quà ké được rồi. Quá hay luôn. Rồi mấy em trơn à. Không, đông thì có chị Phúc à. Ờ, sao đông quá ai? Khổ hơn. Đó này nhiều ghê á. Không biết dân địa phương hay là... Mày này vừa khách du lịch mình, vừa là dân địa phương của bán địa ở đây. Thành phố Phú Quốc. Dặn dò, cửa nẻo hả? Đi mà còn có ngồi xe ăn uống nước nữa nè. Ờ, lý tưởng quá. Lý tưởng. Lý tưởng quá, chuyến đi này quá trời là lý tưởng. Ở nhà mình ok hả? Vòng vòng đâu gì đâu, cái này là gì? Vừa sáng đi với của mình đó. Nó mới 7 tuổi nữa nhà mình. Bằng lĩnh quá, nhỏ này đấy. Tại vì thành phố Phú Quốc hả? Chứ không phải là thị trấn hả? Thị trấn Dương Đông. Còn Dương Tây là nằm bên kia hả? Nó có 4 hướng tất cả. Nhà mình là chỉ có 4 người thôi chị. Ngày mai mình cứ đặt xe đi đông không? Mai chị đi qua bên đó đó, qua bên qua. Đi đó chiều về ha. Cứ đặt xe đi. Không, chị em đặt đó là khách sạn đưa đi. Tức là khách sạn có xe cho mình đó. À thì bây giờ em nói chuyện nè, em có xe 4 chỗ á. Tối mình về hay là chiều chị về gì đó. Em nhận chị là 600 ngàn tiền xe. Không. Khách sạn có chở chị đi luôn miễn phí. Cái xe nào khách sạn chở chị đi miễn phí chị. Tính tiền chị hết rồi. Ủa nãy bên đây nè. Đâu phải này. À đúng rồi. Nó đó chứ. Đúng rồi đó. Phú Quốc có một cái chợ đêm thôi vậy. Vòng á. Đấy mà bán bánh chuối mà. Là tôi chọn gói của mình đặt là không bao giờ có xe luôn ha. À đúng rồi. Rồi, đó. Trời ơi. Hồi này còn tên gì em? Dạ, cô Nguyễn Trung Trực à. Châu Nguyễn Trung Trực hả? Câu để không quá đi quay. Chạy nhanh quá, làm như là ai đuổi vậy. Rồi bên đây là từ á. Nè bên đây cho người ta ngắm đường xá, chạy nhanh quá. Đó, ta là tàu ở dưới đó gì quá. Đâu? Đó. Câu thấy có sông. Tàu mà có thui à. Đó mà. Cái nhà ta ở luôn á. Ồ. Ngày chắc đẹp. Đó, nó vui lắm. Quay trước nè, trước cái cầu này nó có đèn đẹp nè. Đó. Giống như ở ngoài quận 7 á, nó có cái cầu ánh sao. Cái này bắt đèn lên thôi chứ có gì đâu, nhưng mà mình thấy màu sắc đó. Trời ơi, đông với sợ xe đậu dài luôn kìa. Nó nhiều à, giống như là phố đi bộ vậy. Mà hình như là tiện rẻ. Xe đây ít có mất. Nhưng mà chắc nó có hiện rẻ mất à. Giữa là
nè quán trường á cho mình con nít chơi. Dạ ô anh đây vòng vòng trước đẹp cái này đi rồi quay về khách sạn qua quân đâu sạn qua quân đâu gì quay đi quay đi qua quân bằng ngọc nè. Bằng Ngọc cái Ba Quân hả? Đây hả? Đây hả Ba Quân hả? Welcome to Sun. Hả? Bà đang ở chồng kìa. Không biết bà đó. Biết cái ông đó thôi à. Không biết ông chồng thôi. Diều Hà phải vô hỏi bà hả bà tưởng. Nếu mà đúng tưởng Diều Hà là vợ bé. Không hơn kia. Tên đọc tuổi dữ quá. Đọc tên đọc tuổi nhiều quá ổng nghi ngờ. Biết là kế bên nhà ông ngoại hồi xưa có ông chú ba. Ông này là con của chú ba đó đó mà chơi thân với ông ngoại lắm. Thì hai bên không bán nước mắm. Bán nước mắm nhờ cái gia đình đó mà bà ngoại ông ngoại mới bán nước mắm đó. À, mới ra nghề nhờ ông á. Chị để điều xe. Rồi, ông. Thank you. Nhà em quay cái cảnh YouTuber đi xuống. Cảnh YouTuber đi xuống xe. Đi xuống lúc nào cũng bị kẹt trà, kẹt chân hết trơn á. Hả? À, mới vừa leo từ chiếc xe này đi xuống nè.